ăn đố miếng than nướng ha. Nướng này nó chảo, có chảo là nướng. Nướng này nó ngon hơn. Nướng mà liền thì có cái khói để nó bài sẽ bằng lửa này làm sát này nướng ít nước mà giờ mấy bạn đi ăn chảo tốt đặc cũng như là nước tương nãy muốn ăn đậu á mình muốn ăn đậu nướng thì dễ đồ bò lên mình sắc sợi sẵn luôn sắc sẵn bằng ngón tay sẵn luôn đó rồi cái lấy cái dĩa đồ bò lên với cái để lên bắt được tặng buộc chặt vào năm rồi để cái thức ăn cái đậu phụ rồi đó còn xa ở đây kim minh nói con coi đây sắc lắm này ăn bò mày mũi chưa ăn bò mày mũi chưa? Chưa nè. Mấy ông sáng chế ra không chưa ăn hả? Bò bàn ủi. Bò nướng đá. Biết mấy cái bàn ủi mà xưa người ta ủi đồ không? Ủi than đó thôi. Ủi than á, bỏ than vô đó. Thì vui. Mấy ông chế ông kêu ăn bò bàn ủi cái ướp bò vậy nè. Xong bỏ than vô cho bàn ủi nóng lên cho em để lên miếng hớt cả lên để cầm cái bàn ủi ịnh vô rồi xong để đó mát dở bàn ủi ra. Chơi bò bàn ủi kia. Bạn ủi mua mất tiền không mộ bây giờ mà bạn ủi nó khó tìm quá khó tìm quá mất nó vô có bò nướng trên đá vậy bò nướng đá bình thường rồi giờ ăn bò bạn ủi vậy rồi mình hết bò xong ha xong bây giờ mình qua bển xay ớt xong luôn rồi đổ ra cái tô luôn ha rồi bây giờ mình làm cái dĩa rau dĩa cá quay qua nấu xong mình chiên cò lên cái mình cướp mình dứt